trọng giới thiệu vận động viên Nguyễn Hữu Hoàng, quý vị thắt lưng màu hoa đào gặp vận động viên Hoàng Việt Thắng, ăn áo thắt lưng màu xanh dưới sự điều khiển của trọng tài Trần Duy Hợi. Trọng tài chuẩn bị hai bên chuẩn bị lên xe đài bắt đầu. Đây là các vận viên đang thi đấu bóng loại ngày hôm qua, ngày hôm 6 và tiếp tục là các trận đấu ở nhìn sâu vòng trong. Trọng tài chuẩn bị hai vận viên chuẩn bị hiệp đấu thứ nhất bắt đầu. Sau trận thi đấu này sẽ trận thi đấu lại của Nguyễn Hoàng Anh Bắc Linh gặp Vũ Tiến Dũng của Liên Bình. Vậy xin mời hai vận động viên chúng ta công tác chuẩn bị. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.